Xin chào cả nhà. Rồi màn Sơn Nhi lại tiếp tục lên cho khách của mình với hai mẫu khăn trải bàn. Mẫu khăn trải bàn hôm nay Sơn Nhi lên cho khách là một mẫu khăn trải bàn đa năng. Mẫu khăn này vì sao mà Sơn Nhi đặt cái tên là mẫu khăn bàn đa năng, quý vị biết không? Bởi vì cái mẫu khăn này nó có một cái công năng nó rất là tuyệt vời. Quý vị có thể dùng cái mẫu khăn trải bàn này dùng để làm bàn rượu, bàn sâm banh hoặc là thùng đựng tiền đều được hết nhé. Bởi vì cái mẫu khăn trải bàn bên Sơn Nhi may nó rất là đẹp, và quý vị sang chảnh hơn nữa, quý vị có thể dùng cái khăn trải bàn này dùng để làm cái bàn họ tiếp khách càng đẹp hơn nữa. Bởi vì cái độ đẹp, độ rũ, độ uyển chuyển của cái mây thì quý vị thấy rất là đẹp. Đặc biệt bên Sơn Nhi lên này, quý vị nhìn thấy bên Sơn Nhi may cái mây nó rất là dày, rất là bồng bềnh luôn quý vị ơi. Vậy các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà rạp muốn có một cái mẫu khăn trải bàn đẹp xu hướng để giúp cho cái nhà hàng tiệc cưới của mình thật đẹp, thật xu hướng, thật hot thì hãy gọi ngay cho em Rè Màn Sơn Nhi, số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Ngoài cắt may tất cả các mẫu khăn trải bàn ra, Sơn Nhi còn nhận may trọn gói trong ngành cưới, nhận may từ A tới Z, mẫu nào Sơn Nhi cũng có, nhận may tất cả các mẫu trần, Sơn Nhi nhận may tất cả các mẫu rèm thả, các mẫu váy ghế, bọc ghế, nơ ghế và khăn trải bàn. Mẫu khăn trải bàn thì bên Sơn Nhi thì rất là nhiều mẫu quý vị ạ. Bên Sơn Nhi rất là nhiều mẫu, mẫu nào Sơn Nhi cũng may được, màu nào Sơn Nhi cũng có. Và bên Sơn Nhi ngoài những đường may chắc chắn đẹp ra thì Sơn Nhi còn sáng tạo ra những cái mẫu mới. Ví dụ như cái mẫu khăn này thì Sơn Nhi sẽ đi lên trên cái mặt bàn như thế này quý vị nè. Sơn Nhi sẽ tạo ra một cái khăn trải bàn ở bên trên cái mặt bàn, nó trở nên lung linh và đẹp, nó xinh nhờ những cái ren. Và còn cái này nữa này quý vị, quý vị thấy bên em không, tạo ra những cái đường, những cái bông hoa trên mặt bàn và những cái đường kim tuyến thế này thì nó tạo ra một cái khăn trải bàn cho quý vị, nó trở nên lung linh trong cái bàn tiệc, nó sinh động trong bàn tiệc. Vậy các trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới, các nhà hàng tiệc cưới hoặc các bác nhà rạp muốn có một cái rạp cưới của mình đẹp, thật xu hướng, thật đẹp, hãy gọi ngay cho em Rè Màn Sơn Nhi nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772. Các bác nhìn thấy cái mẫu khăn trải bàn bên Sơn Nhi may nó thật sự khác biệt với những đơn vị khác đúng không ạ? Cái mây thì nó bồng bềnh ra, độ xù rộng và nó rất là uyển chuyển đúng không? Nhưng những đơn vị khác thì nó rất là ít cái này, nó may nó sẽ không có độ bồng bềnh và nó không, cái kỹ thuật may nó sẽ không chắc chắn bằng bên Sơn Nhi. Bên Sơn Nhi ngoài những cái đường may chắc chắn thì Sơn Nhi sẽ đưa ra những cái sáng tạo mới cho cái khăn trải bàn của quý vị đấy. Hãy gọi ngay cho em Rè Màn Sơn Nhi nhé các bác nhé. Số điện thoại 0989266772 hoặc 0989655772.